Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy 11 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng bị tấn công, ai đã ra đòn? Người ta nói miếng ăn là miếng nhục. Đấy là nghĩa đen, tuy nhiên nghĩa bóng thì cũng không khác gì mấy. Miếng ăn lớn là trăm tỷ, ngàn tỷ thì quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tranh nhau ăn rồi. Lắm kẻ phải sổ khám một cách ô nhục. Miếng ăn tiền bạc làm người ta tranh nhau một thì miếng ăn quyền lực làm người ta tranh nhau đến 10. Trong hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam không thiếu những trường hợp tranh nhau miếng bánh quyền lực mà hại nhau cho đến chết. Các cái chết bí ẩn của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một dạng như vậy. Đinh Tiến Dũng là ủy viên Bộ Chính trị, trước đây là Bộ trưởng Bộ Tài chính, giờ nắm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, thay cho ông Vương Đình Huệ đầy tai tiếng. Trước ông Vương Đình Huệ là ông Hoàng Trung Hải thì bị kỷ luật khi đã gần hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên lần này, ông Đinh Tiến Dũng ngồi vào ghế Bí thư thành phố Hà Nội chưa nóng nhưng cũng đã có kẻ muốn tấn công. Đây là một dấu hiệu đầu tiên cho thấy chiếc ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đang rất sóng gió. Đó là vào ngày 10 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng kiểm điểm. Thật bất ngờ là ông Đinh Tiến Dũng mới ngồi chiếc ghế chưa được một năm, xem là chiếc ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội không được bình yên cho lắm. Từ lúc ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thì sau đó gần như không ông nào leo cao như ông Nguyễn Phú Trọng được. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng. Nắm Bộ trưởng Bộ Tài chính là một bộ đầy quyền lực trong chính phủ. Ông Đinh Tiến Dũng nắm bộ này dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Nếu ông Đinh Tiến Dũng có sai phạm thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ liên đới chịu trách nhiệm luôn. Tuy nhiên, ở vị trí Chủ tịch nước, dù là không có thực quyền gì nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được miễn trừ. Chiếc ghế Bí thư Hà Nội được rất nhiều người nhòm ngó, kể cả chiếc ghế Chủ tịch thành phố. Xem ra trong những năm sắp tới, tình hình chính trị trong bộ máy chính quyền của thành phố Hà Nội sẽ có nhiều thước phim hay để bà con cùng xem và bình luận cuộc đấu đá trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi tiếp tục đặt ra là ai đã moi ra sai phạm của ông Đinh Tiến Dũng nhanh đến như vậy? Trong nhiệm kỳ 3 này, ông Nguyễn Phú Trọng sức cũng rất yếu. Ông đang cố gắng tận dụng sức mạnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để diệt nhiều đối tượng mà ông không ưng ý. Và cũng là để lấy tiếng là người đốt lò vĩ đại, một hư danh mà xem ra ông Nguyễn Phú Trọng rất ưa thích. Được biết, đây là một trong những số nội dung thông báo cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau kỳ họp mới nhất từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 9 năm 2021. Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng, đương kim Bí thư Hà Nội, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm cho thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết họ đang xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên Đảng Cộng sản sai phạm như sau: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban Cán bộ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong xây dựng thể chế, chính sách, trong quản lý, sử dụng vốn vay từ ngân quỹ nhà nước. Thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban Kiểm tra Chứng khoán Nhà nước và các cơ sở giao dịch chứng khoán, để Ủy ban Kiểm tra Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp trong quy định của pháp luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những sai phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng bị kỷ luật. Đây được cho rằng là hình thức kỷ luật nhẹ, tuy nhiên với một chức vụ rất lớn như chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội mà bị nhặt đến trong kiểm điểm thì nó không hề đơn giản như những đảng viên lãnh đạo ở những đơn vị cấp cơ sở. Mức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm là hình thức kỷ luật nhẹ nhất trong các bậc mức kỷ luật trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và việc ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 bị nêu tên trong bản báo cáo này, theo thông lệ, có vẻ như chưa có hệ lụy lớn lắm. Tuy nhiên, đó là chuyện bé hay chuyện lớn thì phải còn chờ những biến biến tiếp theo trong thời gian tới. Và dư luận đặt ra là những ai đã từng mức kỷ luật kiểm điểm đến như vậy? Năm ngoái, Bí thư tỉnh Kiên Giang, khi đó là ông Nguyễn Thanh Nghị, cũng bị kỷ luật kiểm điểm. Đó là một trong các nội dung được nêu ra trong báo cáo của Thanh tra tỉnh Kiên Giang về việc xử lý những sai phạm đất đai,
theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Kết luận của Thanh tra cũng chỉ rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp cho các thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra Chính phủ lúc đó buộc tội luôn cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011-2017 chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành chung. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng cùng chịu tội, cũng có liên quan đến kiểm điểm khiển trách để xảy ra những thiếu sót vi phạm, đồng thời tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể cá nhân có sai phạm. Tuy nhiên, mức kiểm điểm dành cho Nguyễn Thanh Nghị, nhân vật mà lúc đó dư luận xã hội quan tâm, chỉ là rút kinh nghiệm. Đấy được xem là cú nhá đòn của Nguyễn Phú Trọng để xem phản ứng của ông Nguyễn Tân Dũng. Thực tế, ông Nguyễn Tân Dũng quá mạnh nên ông Nguyễn Phú Trọng cho thuyền chuyển Nguyễn Thanh Nghị về Bộ Xây dựng làm Thứ trưởng, xem như là giáng chức. Tuy nhiên, cũng may là nhờ có Phạm Minh Chính giành được chiếc ghế Thủ tướng nên Nguyễn Thanh Nghị mới lên chức Bộ trưởng. Tuy là muốn kỷ luật nặng Nguyễn Thanh Nghị nhưng cuối cùng Nguyễn Phú Trọng không làm gì được. Kỳ này kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng cũng ở mức nhẹ như Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, thấy nhẹ mà coi thường thì có ngày phải trả giá rất đắt. Quan trọng là thế lực của Đinh Tiến Dũng có đủ mạnh để trụ vững trong những đòn kiểm tra từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương sắp tới đây hay không. Đây là hình ảnh vào năm ngoái, Nguyễn Thanh Nghị cũng bị kiểm điểm tương tự. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là rất quan trọng. Nếu câu từ trong báo cáo đi theo hướng khuyết điểm hay vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, thì thường chắc chắn sẽ bị nghiêm trọng hơn. Trước khi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay người tiền nhiệm là ông Vương Đình Huệ vào tháng 4 năm nay, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 4 năm 2021 và Tổng Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 đến năm 2013 và Bí thư tỉnh Ninh Bình từ năm 2010 đến năm 2011. Ông Dũng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị vào ngày 30 tháng 1 năm 2021. Lộ diện người muốn đánh Đinh Tiến Dũng. Người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói chưa bao giờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại mạnh như hiện nay. Ủy ban này hiện nay không ngại bất kỳ ai, cho dù là nhân vật là có Ủy viên Bộ Chính trị hay không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang rất muốn đốn nhiều củi. Như vậy thì ai đã nhúng tay khui ra sai phạm của ông Đinh Tiến Dũng thì đã rõ. Ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải ai khác. Đinh Tiến Dũng cùng với Trung Ngọc Anh đang giáo diết chỉ đạo thành phố Hà Nội chống dịch. Vào tuần này, truyền thông có nhắc tới Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhiều sau khi ông yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để kịp thời điều chỉnh việc cấp và kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tiễn. Phát biểu của ông gây chú ý sau khi Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh ban hành một quyết định gây tranh cãi liên quan đến giấy đi đường. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 8 tháng 9 cũng yêu cầu Hà Nội điều chỉnh bất cập việc cấp giấy đi đường. Chỉ thị số 20 của Chủ tịch thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh trong đó có nội dung yêu cầu xét nghiệm 100% người dân tại thủ đô Hà Nội để bóc F0 cũng phải gặp phải rất nhiều phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Đây cũng có thể là một cái bẫy. Ông Nguyễn Phú Trọng đang quan sát, chỉ cần thất bại trong công tác chống dịch thì rất có thể ông Đinh Tiến Dũng sẽ bị kỷ luật với mức sẽ nặng hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021 với bản tin Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng bị tấn công, ai đã ra đòn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.